rồi hello Thanh nay xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng thành công giàu có mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị nha à, và chào mừng tất cả các anh chị chúng ta cùng đến với chuỗi livestream 21 ngày làm chủ tài chính bằng luật hấp dẫn nha các anh chị à rồi và thanh an xin gửi lời chào lời chúc đến tất cả các anh chị À, và chúng ta sẽ nhanh chóng vào xem livestream cũng như là chúng ta nhanh chóng phát tên những người bạn vô cùng là tuyệt vời của mình cũng như là chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay các anh chị nhé à, và thanh an cũng sẽ dành ra một ít phút để mình có thể là chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay để giúp cho nhiều người bạn của mình à, là có thể học được thêm nhiều bí quyết hơn nữa nha các anh chị rồi các anh chị hãy nhanh chóng cùng với thanh an chia sẻ đường lên livestream ngày hôm nay các anh chị nhé Ils sont du monde autour de mes ils sont seuls dans leur château. Ài dạ rồi, OK các anh chị ha. À và những anh chị nào mà chúng ta đang xem livestream trực tiếp với Thanh An thì cũng cho Thanh An xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị nhé và chúng ta nhanh chóng vào xem livestream này các anh chị đúng không ạ? À rồi, ngày hôm nay thì Thanh An lại tiếp tục chủ đề đó là những cái cách giao tiếp với tiềm thức và làm thế nào để mình hòa hợp với tiềm thức của mình một cách hiệu quả nhất các anh chị nhé. Được không ạ? À rồi và cảm ơn tất cả các anh chị đang xem livestream nha. À, và trước khi đến với buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta cũng à, huấn luyện cho mình một cái thói quen à, thói quen của tất cả những cái người thành công đó là gì ạ đó là cần phải ra quyết định các anh chị nhé à, chúng ta ra quyết định trước khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái việc gì đó về cái kết quả mà chúng ta mong muốn được ạ à, rồi và bây giờ chúng ta sẽ dành ra một ít phút và cùng nhau ra quyết định các anh chị ha à, các anh chị hãy ra cho mình một cái quyết định đó là gì học nhanh hiểu sâu ứng dụng ngay và ra tiền các anh chị đúng không ạ rồi chúng ta sẽ có 30 giây cùng nhau ra quyết định các anh chị ha. À, dạ rồi. Ok các anh chị. À, và đây là một trong những cái thói quen rất là quan trọng các anh chị ha. À, khi mà chúng ta học và chúng ta cũng đã hiểu về tiềm thức thì có một cái điều như thế này nè các anh chị. À đó là gì ạ? À, mọi thứ thì nó luôn được diễn ra hai lần, một lần ở trong tâm trí và một lần ở ngoài thực tế các anh chị nhé. Rồi Thanh An cũng xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream nha. Thanh An xin gửi lời chào đến chị Kiều Vân ạ. Dạ em cảm ơn chị. Rồi Thanh An xin gửi lời chào đến chị Vân vui vẻ. Xin gửi lời chào đến anh Trần Văn Nam. Xin gửi lời chào đến chị Dung Dương, Rồi xin gửi lời chào đến chị Nguyễn Thị Hồng. Rồi xin chào tất cả các anh chị nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đúng không ạ? Rồi à, OK các anh chị. Rồi à, những anh chị nào mà chúng ta chưa có tham gia vào hai ngày trước, à, chúng ta mới và chúng ta cũng chưa có hiểu cũng như là chúng ta chưa có nắm được. À, những cái kiến thức căn bản về luật hấp dẫn hoặc là về sức mạnh tiềm thức á, thì các anh chị có thể là nhắn tin inbox trực tiếp cho Thanh An Thanh An sẽ gửi lại video cho các anh chị xem nhé đúng không ạ đấy à, và chúng ta sẽ học lại những cái kiến thức mà chúng ta bị bỏ lỡ nha các anh chị đúng không ạ và hai cái ngày vừa qua à, thì cũng chia sẻ những cái nội dung rất là hay à, về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức cũng như là những cái nguyên tắc căn bản để mà chúng ta ứng dụng như thế nào các anh chị đúng không ạ À, và hai ngày vừa qua là hai ngày mà dành cho những anh chị em uh, chúng ta mới hoàn toàn đó các anh chị, được không ạ? cho nên á uh, những anh chị nào mà chúng ta uh, chưa có nắm thì chúng ta cứ inbox để mà uh, được hỗ trợ nha các anh chị nha, được không ạ? rồi uh, ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ học tiếp tục cái cách để mà chúng ta giao tiếp và chúng ta hòa hợp với tiềm thức của mình nha các anh chị, uh, được không ạ? À, vậy thì á, ngày hôm nay thì Thanh An cũng sẽ, à, à, đó là gì, nhắc lại cho chúng ta một chút về những cái cách để mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức được không ạ? Đấy, à, ok không các anh chị ơi? Đấy. À, vậy thì á để mà chúng ta có thể là hòa hợp uh, được với tiềm thức và cũng như cái việc mà chúng ta ứng dụng uh, sức mạnh tiềm thức được hiệu quả hơn á các anh chị uh, thì sao ạ? Uh, thanh an cũng muốn các anh chị là nắm và các anh chị uh, nắm uh, nắm lòng các cái nguyên tắc cũng như là các cái cơ chế và các cái cách thức mà giao tiếp với tiềm thức nha các anh chị nhé uh, bởi vì những cái điều này nó rất là quan trọng các anh chị đúng không ạ À, và chúng ta nhắc lại một chút ha, à, cái chức năng của ý thức nó là gì các anh chị? À, chức năng của ý thức nó là gì các anh chị ơi? đấy à, Chức năng của ý thức của chúng ta đó là gì ạ? Đó là chúng ta lựa chọn và sau đó là chúng ta à, ra quyết định các anh chị, được không ạ? À, tức là sao? Tức là trước khi mà chúng ta làm, chúng ta cần phải tư duy. À, trước khi mà chúng ta ra quyết định, chúng ta à, phải tư duy các anh chị nhé à rồi còn gì nữa các anh chị đấy à, cái chức năng của ý thức đó là gì ạ đó là ra quyết định các anh chị à, lựa chọn và ra quyết định các anh chị ha à, để mà chúng ta có cái khả năng lựa chọn thì sao ạ À, chúng ta cần phải có một cái năng lực đó chính là cái năng lực tư duy các anh chị nhé à, thường là chúng ta quên đi cái chức năng này của ý thức đó các anh chị à, thường á là sao à, chúng ta à, không có suy nghĩ một cách à, cụ thể không có suy nghĩ một cách kỹ lưỡng mà chúng ta thường ra những cái quyết định rất là vội vàng các anh chị đúng không ạ cho nên là sao cho nên á là cái việc mà ý thức nó quyết định như thế nào thì nó rất là quan trọng các anh chị còn à, tiềm thức thì sao tiềm thức á là nó có một cái chức năng đó là gì đó là đồng ý và cho thêm các anh chị à, tiềm thức là nó sẽ luôn luôn say dép yes, các anh chị nhé à, tiềm thức là nó sẽ luôn luôn say dép yes với tất cả những cái quyết định mà các anh chị à, cho vào và vậy nên á, cái việc mà ý thức của chúng ta á, nó có cái sự khôn ngoan để mà nó lựa chọn cái kết quả nó rất là quan trọng nha các anh chị đúng không ạ vậy nên á để mà giúp cho các anh chị luôn luôn đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn thì các anh chị cần phải đưa ra những cái sự lựa chọn và quyết định khôn ngoan nha các anh chị được không ạ? À, và đây là những cái nguyên tắc mà các anh chị cần phải hiểu được các anh chị nhé à, những nguyên tắc để mà mình ứng dụng sức mạnh tiềm thức cũng như là những cái nguyên tắc để mình có thể là ứng dụng à, luật hấp dẫn được ạ? À, và cái nguyên tắc của sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn đó là gì? đó là vận hành trên cơ chế niềm tin các anh chị được không ạ? Sức mạnh tiềm thức vận hành trên cái uh, nguyên tắc đó là dựa cơ chế của niềm tin các anh chị, đúng không ạ? Và niềm tin thì nó không có đúng, không có sai, nó cũng không có tốt, không có xấu các anh chị uh, Chỉ cần các anh chị tin thì tiềm thức nó sẽ hưởng ứng và thực thi, đúng không ạ? Và ở đây uh, thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái niềm tin nó khác nhau, không ai là giống ai cả các anh chị À, có thể là đối với người này người ta tin rằng cái điều đó là đúng Nhưng mà đối với người khác thì người ta lại không công nhận cái điều đó là đúng các anh chị à, Vậy thì tiềm thức á, nó không có biết được điều nào là đúng, điều nào là sai đâu các anh chị Mà nó sẽ chỉ biết được một cái điều đó là gì, cái điều gì mà các anh chị tin Thì nó sẽ là thực thi các anh chị nhé Đúng không ạ? À, nó sẽ luôn luôn thực thi những cái điều mà các anh chị tin Đúng không ạ? Giống như này À, có một cái điều này thanh An thấy rất là nhiều người hay mắc này Đó là gì? À, ví dụ một cái người mà họ rất là hay à, tăng cân á Họ rất là dễ tăng cân á các anh chị à, Thì họ có một cái niềm tin là gì? À, họ có một cái niềm tin á, là cái việc mà ăn uống đối với họ là rất là dễ dàng à, Và gọi là hít thở không thôi thì họ cũng mập các anh chị à, Và sao? À, và đối với cái người á mà họ có một cái niềm tin là ăn à, cái gì hít thở không khí không thôi cũng mập á thì các anh chị biết không ạ à, là họ ăn cái gì họ cũng mập thôi. <laughs> các anh chị ở đây có là sao à, có đang bị cái niềm tin đó không các anh chị và thậm chí là họ rất là đam mê đồ ăn, họ thấy là cái việc ăn uống đối với họ rất là dễ dàng. À, nhưng mà đối với có một số anh chị á à, mà họ có một cái nhu cầu tăng cân á à, tức là sao? Tức là họ đang bị gầy một xíu. À, tức là sao tức là họ ăn hoài mà họ không có mập đó các anh chị thì đối với họ họ có một cái niềm tin là như thế này này đối với họ là cái niềm tin của họ là cái việc tăng cân là không có dễ đúng không ạ à, giống như là gì à, giống như là họ ăn uống họ rất là kính trọng đồ ăn và họ ăn thì nó không có được dễ các anh chị và hầu như những cái người đó họ có một cái suy nghĩ là tăng cân nó không hề dễ một chút nào đúng không ạ còn đối với những cái người mà họ có được cái cân Họ tăng cân ấy, thì họ luôn luôn có một cái suy nghĩ là à, Hít thở không khí không thôi cũng mập các anh chị Đấy, cho nên là hai cái việc hai cái suy nghĩ khác nhau nó tạo ra hai cái kết quả khác nhau các anh chị hai cái người khác nhau hai cái hệ thống niềm tin của họ khác nhau hoàn toàn các anh chị đúng không ạ cho nên là cái kết quả của họ hoàn toàn khác nhau cho nên các anh chị thấy là sao một người họ rất là dễ tăng cân nhưng mà một người thì họ rất là dễ xuống cần các anh chị và hai cái niềm tin này thì là hai cái niềm tin nó mâu thuẫn nhau nó không có giống nhau các anh chị đúng không ạ? cho nên là mỗi chúng ta sẽ có những cái niềm tin nó khác nhau. đôi khi á cái niềm tin này nó đúng với mình á nhưng mà nó lại không đúng với người khác các anh chị. À, có những cái người mà có cái niềm tin sai nhưng mà sao? nhưng mà người khác niềm tin đúng tiềm thức nó không quan tâm là đúng hay sai đâu các anh chị nó không có phụ thuộc cái việc mà các anh chị tin là niềm tin đó đúng hay sai đâu. Mà nó chỉ phụ thuộc vào cái việc mà các anh chị tin cái điều gì thì tiềm thức á nó sẽ luôn luôn hưởng ứng cái điều đó. Đúng không ạ? Nó chỉ phụ thuộc vào chính cái niềm tin của mình thôi, nó không phụ thuộc vào ngoại cảnh, nó không phụ thuộc vào người khác đâu các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên á các anh chị nhớ này, cái nguyên tắc niềm tin đó là gì? Đó là các anh chị tin như thế nào thì cái kết quả của các anh chị nó sẽ hiện lộ ra như vậy. Đúng không ạ? À, giống như thế này nè. À, ví dụ bây giờ các anh chị đang có một cái niềm tin đối với tiền đi à, Giả sử như mỗi người họ có một cái niềm tin là sao? Khác nhau à, Giống như Thanh An nè à, Trước đây là mình nghĩ cái việc mà kiếm tiền là nó không có dễ các anh chị à, Ngay cả cái việc mà mình đặt ra cái mục tiêu là 30 triệu một tháng Để mà có cái mức thu nhập đó là à, Mình còn nghĩ rằng là cái thu nhập đó là còn không có dễ một chút nào để đạt được luôn các anh chị đó, và mình luôn luôn nghĩ rằng Cái người mà để có được cái mức lương đó Thì phải có bằng cấp này, bằng cấp kia Họ phải là trưởng phòng Họ phải là giám đốc nào đó Họ phải cực kỳ giỏi luôn các anh chị Thì họ mới đạt được cái kết quả đó Và cái niềm tin của Thanh An Thời điểm đó là nó cực kỳ không dễ luôn các anh chị Đúng không ạ Và trong rất là nhiều năm tháng đi làm Mình chưa bao giờ đạt được cái con số đó Được các anh chị Bởi vì sao? Bởi vì là mình thấy là Cái con số đó nó không có dễ đối với mình À, và khi mà mình nghĩ không có dễ thì mình không có làm luôn các anh chị đấy đúng không ạ à, nhưng mà khi mà thanh An vào môi trường liên minh các câu lạc bộ trí thức và sách vào câu lạc bộ trí tuệ đỉnh cao à, thì mình khi mà mình học được cái tư duy của người thành công suy nghĩ của người thành công thì mình học được cái cách biết cái cách để tạo ra dòng tiền như thế nào mình học được những cái nguyên tắc trong kinh doanh và cũng như là mình học được những cái kỹ năng trong nhóm rèn luyện các anh chị À, kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing, kỹ năng xây dựng thương hiệu, kỹ năng đàm phán. À, mình biết cái cách để mà mình nâng cấp cái giá trị bản thân của mình lên thì mình mới hiểu ra được cái cách làm thế nào để mình có được cái thu nhập 30 triệu các anh chị. Được không ạ? Khi mà mình hiểu được cái nguyên lý thì mình mới biết cách tạo ra cái dòng thu nhập đó các anh chị. Chứ còn trước đó thì mình nghĩ rằng là cái thu nhập đó nó rất là khó. Đấy. À, mình trước đây mình nghĩ rằng cái việc mà à, mà mà kiếm ra cái thu nhập đó nó rất là khó luôn các anh chị đúng không ạ. À, nhưng mà khi mà mình được thay đổi và mình tái thiết lập lại cái hệ thống niềm tin các anh chị. À, khi đó mình biết được cái cách để làm, mình biết được cái chiến lược để làm, mình biết được là cái con người mà họ tạo ra được những cái mức thu nhập chính con số là như thế nào. À, họ biết được, là, à, mình biết được là họ làm cái gì, họ làm ra sao. À, và mình có những cái chiến lược cũng như là mình có được cái lộ trình để làm cái điều đó. Thì khi đó là cái niềm tin của thanh an nó mới thay đổi, anh chị. Đó là gì? Đó là khi đó cái niềm tin của mình mình mới thấy là nó dễ, nó đơn giản các anh chị. Đúng không ạ? Chứ còn trước đó mình không biết thì mình sẽ luôn luôn thấy khó các anh chị ha. Đấy. À, rồi Thanh An xin gửi lời chào đến bạn thật bé nha. Rồi cảm ơn bạn. À, rồi xin gửi lời chào đến chị uh, Thu Thúy nha. Rồi. Đấy. Rồi xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị. Đúng không ạ? À, vậy thì các anh chị hiểu một cái điều như thế này này Cái niềm tin của mình á nó sẽ quyết định lên cái kết quả của mình khi mà mình thấy một cái việc gì mà nó khó, nó chưa có dễ làm thì hầu như là các anh chị cũng sẽ không làm cái điều đó đâu, các anh chị. Còn nếu như mà ngày hôm nay các anh chị tin tưởng rằng cái việc đó là một cái điều đơn giản, cái việc đó là một cái điều dễ dàng thì sao? thì chắc chắn rằng các anh chị cũng sẽ tiến lên để mà các anh chị đạt được cái điều đó thôi. chứ còn mình sẽ không cảm thấy là khó như trước đây nữa, các anh chị, đúng không ạ? đấy. À, trước đây đối với Thanh An là cái điều đó nó không có dễ các anh chị nhưng mà sau khi mà Thanh An thay đổi được cái hệ thống niềm tin bên trong cái tâm thức của mình thì mình mới bắt đầu à cái việc này nó đơn giản dễ hơn rất là nhiều các anh chị được không ạ và nó trở thành sao nó trở thành một cái nhiệt kế các anh chị ơi nó trở thành một cái nhiệt kế các anh chị và quan trọng là các anh chị phải liên tục nâng cao cái nhiệt kế của mình lên liên tục thì các anh chị mới tạo ra cái mức thu nhập lớn hơn các anh chị nhé. Đúng không ạ? Cái nhiệt kế tài chính của mình nó rất là quan trọng. Các chị nâng nó lên liên tục thì cái thu nhập của các anh chị nó mới được nâng lên. Đúng không ạ? Có nhiều người họ nghĩ rằng là gì? À, tạo ra thu nhập chính con số nó không có dễ. Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ rằng Ồ, cái thu nhập này nó quá đơn giản đối với họ luôn các anh chị. Đúng không ạ? nhiều người họ thấy được rằng là cái con số là sao? ở chính con số nó quá đơn giản và mười con số đối với họ cũng đơn giản thôi. Đó nhưng mà có những người thì sao? Có những người thì tạo ra cái thu nhập tám chín chữ số thôi họ cũng cảm thấy rất là khó khăn, đúng không? Đấy. Cho nên là sao? Cho nên là cái nhiệt cái tài chính của chúng ta nó phải liên tục được tăng lên và khó hay dễ nó phụ thuộc vào cái việc mà các anh chị có được những cái dữ liệu hay không. À, nó phụ thuộc vào cái việc mà các anh chị có, à, có gọi là gì? Có ai là cho các anh chị thấy được cái chiến lược cho các anh chị có thấy được cái cách thức các chị cho thấy các anh chị có con đường hay không đúng không ạ và đa phần là chúng ta chưa làm được một cái điều gì đó chúng ta sẽ thấy khó đúng không ạ à, nhưng mà nếu như mà ngày hôm nay các anh chị có được một cái con người có được một cái người thầy có được một cái công thức có được một cái lộ trình chỉ cho các anh chị để mà các anh chị đạt được cái điều đó thì nó rất là đơn giản các anh chị đúng không ạ đấy và liên tục các anh chị phải liên tục thuyết phục đối với chính tiềm thức của mình cái điều này nè. Có thể là ngày hôm nay các anh chị chưa làm được nhưng các anh chị thấy một ai đó làm được rồi thì các chị phải liên tục thuyết phục cái tiềm thức của mình. Đó là gì? À nó phải đơn giản, nó phải dễ các anh chị. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà mình hiểu được cái công thức, mình hiểu được cái lộ trình, mình biết được cái cách thức thì sao? Thì mình mình thuyết phục tiềm thức của mình nó dễ, nó đơn giản các anh chị mới bắt tay vào làm. Đúng không ạ? Chứ còn bây giờ ngày hôm nay các anh chị chỉ nghĩ rằng nó khó này giống như trước đây Thanh An nghĩ rằng là 30 triệu nó rất là khó hầu như mình chả bắt tay vào nghiên cứu mình chả bắt tay tìm hiểu mình chả bắt tay vào làm luôn các anh chị đúng không ạ đấy cho nên là sao nếu như mà mình thấy khó là mình sẽ thấy ồ chắc là mình không có đủ điều kiện để làm được cái việc này đâu thường là mình sẽ bỏ qua mình sẽ không có bắt tay vào làm đâu các anh chị được không ạ cho nên á cái việc mà các anh chị xây dựng cái hệ thống niềm tin á nó cực kỳ quan trọng luôn các anh chị ơi đúng không ạ bởi vì khi mà các anh chị tin là mình làm được á thì các anh chị mới bắt tay vào cái việc mà các anh chị làm Các anh chị bắt tay vào cái việc mà các anh chị học hỏi và nghiên cứu Và mình liên tục nâng cao cái kỹ năng kiến thức tư duy của mình lên các anh chị Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị làm đúng Các anh chị mới tạo ra những cái kết quả giống như là mong đợi Đúng không ạ? Và khi mà các anh chị tin rằng mình làm được á Thì các anh chị mới đi tìm hiểu con đường Mới đi tìm hiểu cách thức Còn nếu như mà ngày hôm nay các anh chị tin rằng là mình không làm được á Hầu như các anh chị cũng sẽ bỏ qua thôi Đúng không ạ? hầu như là các anh chị cũng sẽ bỏ qua các anh chị cũng sẽ không tập trung đúng không ạ đấy à, cho nên là sao à, cho nên á à, thanh năng biết được rằng á một cái việc á là gì ạ à, cái niềm tin của mình á nó sẽ quyết định cái kết quả các anh chị nếu như mà ngày hôm nay các anh chị nghĩ rằng á cái việc mà à, tạo ra cái mức thu nhập 9-10 con số á nó vô cùng dễ thì các anh chị sẽ liên tục tìm ra cho mình những cái con đường để mà mình phát triển lên các anh chị à, nhưng mà nói là một chuyện các anh chị đúng không ạ nói là một chuyện các anh chị nhé à, nó có dễ hay không á nó còn phụ thuộc vào cái kết quả của mình các anh chị đúng không ạ nếu như mà mình làm được thì mình mới thấy nó dễ còn nếu như mà mình chưa làm được á thì sao thì mình cũng đang trên cái hành trình để mà mình thay đổi lại cái hệ thống niềm tin trau dồi và phát triển liên tục bản thân của mình mỗi ngày, đúng không các anh chị? Cho nên á mỗi người chúng ta sẽ có những cái hệ thống niềm tin nó không giống nhau các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà ngày hôm nay các anh chị muốn có à, được một cái kết quả giống như là mình mong muốn á, thì sao? Thì mình phải thay đổi lại cái hệ thống niềm tin của mình được không ạ? À, vậy thì bây giờ các anh chị muốn thay đổi cái kết quả đi Bây giờ các anh chị muốn thay đổi cái uh, thu nhập chính con số đi các anh chị Thì sao? Thì bây giờ các anh chị phải thay đổi được cái hệ thống niềm tin Và tư duy suy nghĩ của cái người Mà đã đạt được cái con số 9 con số chữ, trở lên Đúng không ạ? Tức là sao? Tức là mình phải hiểu được cái suy nghĩ của họ Mình phải hiểu được cái cách thức Và mình phải hiểu được cái niềm tin về tiền bạc của họ Đúng không ạ? Mình phải hiểu được cái cách tư duy của họ các anh chị Đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là khi mà mình hiểu ra được cái mấu chốt vấn đề như thế này này thì Thanh An đã liên tục trau dồi cho mình cũng như là liên tục thay đổi và liên tục mài dũa chính mình để tạo ra cái thu nhập Các anh chị. Được không ạ? Đấy. Tức là sao? Tức là không chỉ là cái việc mà mình ra quyết định là ngày hôm nay mình sở hữu cái mức thu nhập đó đâu. Không chỉ là cái việc mà ngày hôm nay mình tuyên bố, mình niềm tin, mình ám thị nó đâu các anh chị. Mà sao? Mà ngày hôm nay Thanh An cũng là sao ạ? À, học cái cách để mà mình giao tiếp lại chính mình và liên tục là sao ạ? Liên tục tái thiết lập lại niềm tin. Liên tục là sao ạ? Liên tục à giống như ngày hôm qua thì Thanh An cũng chia sẻ với các anh chị cái cách để mà mình à, tái thiết lập lại à, mình giao tiếp đúng với tiềm thức của mình đó là gì? Đó là đặt mục tiêu này, tuyên bố này, ám thị này thôi miên này đúng không ạ? À, các anh chị phải liên tục nói với chính mình, giao tiếp lại với chính mình để làm gì? Để xây dựng lại cái hệ thống niềm tin bên trong tâm thức của mình. Được không các anh chị? Đó là gì? Đó là cái việc mà mình đang xây dựng lại cái hệ thống niềm tin trong tâm thức các anh chị, được không ạ? Mình đang giao tiếp lại với chính mình. Mình giao tiếp lại với chính mình về cái điều mà mình mong muốn. Mình giao tiếp với chính mình về cái điều mà mình mong muốn có nhưng mà hiện tại mình chưa có, đúng không ạ? Tức là mình phải sống y như thể đã đạt được cái điều đó rồi. Được không ạ? Và một trong những cái điều mà các anh chị cần phải thiết lập cho mình đó là gì? Đó là mình phải sống như thể đã đạt được rồi. Đúng không ạ? à, các anh chị chưa thành công nhưng các anh chị phải tuyên bố mình là người thành công các anh chị chưa có thu nhập chính con số nhưng các anh chị phải tuyên bố mình là người có thu nhập tạo ra thu nhập thụ động chính con số các anh chị đúng không ạ à, có thể là Thanh An chưa phải là một người doanh nhân giỏi Nhưng mà mình cũng phải tuyên bố Đó là gì? Tôi là một doanh nhân xuất chúng các anh chị Được không ạ? Đấy, một nhà là đạo đầy tài năng các anh chị Đấy, một best seller Đó là gì? Đó là Thanh An phải liên tục lập trình lại cho mình những cái điều đó các anh chị và khi mà bên trong của Thanh An cảm thấy một cái điều đó là gì? À mình thấm nhận những cái niềm tin này thì nó trở thành một cái hệ thống niềm tin bên trong của Thanh An thì á, mình tin vào cái năng lực của mình mình tin vào cái giá trị của mình và mình thấy rõ được cái con đường mình đi các anh chị và khi đó thì Thanh An đã bắt tay vào cái việc mà mình trau dồi, mình rèn luyện mình học tập, mình mài dũa những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái kỹ năng của mình các anh chị đúng không ạ? Và các anh chị nhớ này khi mà mình mài giữa đến một cái thời điểm điều kiện đủ Đủ lượng, đủ chất thì cái kết quả nó sẽ hiện lộ Đúng không ạ? Và ngày hôm nay cái kết quả của chúng ta nó cũng sẽ là như vậy Ngày hôm nay các anh chị phải biết rõ chính xác là mình mong muốn cái điều gì Mình phải sử dụng cái cách giao tiếp đúng với tiềm thức Mình phải nói với tiềm thức cái điều mà mình mong muốn Mình phải nói tuyên bố với tiềm thức về cái việc mà mình mong muốn cái kết quả như thế nào mình phải sử dụng bức tranh thôi miên về cái điều mà mình mong muốn các anh chị đúng không ạ ngày hôm qua các anh chị đã nắm được cái điều này chưa ngày hôm qua các anh chị đã nắm được cái bài này chưa đấy à, những anh chị nào mà ngày hôm qua chúng ta chưa có nắm được cái điều này thì các anh chị xem lại video nhé được không ạ à, chúng ta phải học lại cái cách để mà mình giao tiếp đúng với tiềm thức của mình. Mình phải giao tiếp đúng với con người phi thường bên trong mình, được không ạ? Rồi, thằng Nam mời các anh chị uống nước nha. Đấy. Các anh chị biết không ạ? Để mà các anh chị tạo ra những cái kết quả lớn á, cái con người đầu tiên à, à, chúng ta thường hay nghe có một cái à, điều như thế này, này đó là gì đó là đoàn kết tạo nên sức mạnh đúng không ạ à, vậy thì để mà giúp cho chúng ta tạo ra những cái kết quả lớn á, cái con người đầu tiên mà chúng ta cần phải đoàn kết đó là ai canh chị cái con người đầu tiên mà chúng ta phải đoàn kết để hòa hợp để tạo ra cái kết quả lớn cái người đầu tiên mà nó để say giết với canh chị là ai canh chị là ai ạ à? À, đó chính là chính mình canh chị nhé Đúng không ạ? Chính mình phải hòa hợp lại được với chính mình các anh chị. Thì sao? Thì khi đó cái cơ thể này, cái tâm trí này nó hòa hợp và nó đồng điệu với nhau, thống nhất là một thì nó mới tạo ra cái kết quả lớn được các anh chị. Được không ạ? Đấy. Vậy thì làm thế nào để mà cho cái cơ thể và cái tâm trí này nó hợp nhất là một để mà nó tiến về một cái mục tiêu chung đây các anh chị đúng không ạ chứ bây giờ mình lúc nào mình cũng nói rằng là ý chí của mình là ô tô phải đạt được cái mục tiêu đó nhưng mà bây giờ cái cơ thể của mình nó cứ đi ngủ không à các anh chị thì sao ạ à, bây giờ các anh chị bên trong suy nghĩ của các anh chị cứ nói rằng là à mình rất là quyết tâm để đạt được cái mục tiêu này à, trong cái suy nghĩ của mình mình rất là quyết tâm luôn nhưng mà cái thân của mình nó không chịu hợp tác thì bây giờ các anh chị sao đây các anh chị đúng không ạ À, bây giờ cái cơ thể của mình nó không có hợp tác được nè à, Bây giờ mình làm việc có xíu Mình rất là buồn ngủ Rồi mình cảm thấy là sao Mình cảm thấy là không có à, được thoải mái Mình cảm thấy là không có muốn làm nữa rồi Đúng không ạ à, Mình muốn đi chơi, mình muốn ngủ rồi Thì như thế làm sao đây các anh chị à, Vậy thì các anh chị phải hiểu Một cái điều như thế này nè à, Trong một cái à, à, cơ quan À, từ trên xuống dưới đi các anh chị à, trong một cái hoặc là trong một cái doanh nghiệp đi à, từ trên xuống dưới để mà có thể phát triển được thì trừ trên xuống dưới thì sao phải là có cái sự đoàn kết và thống nhất đúng không ạ đấy à, phải thật sự hoặc uh, uh, hợp tác và phải thật sự là đoàn kết với nhau các anh chị từ trên xuống dưới Đấy, vậy thì các anh chị hiểu như thế này này nếu như mà bây giờ trong cái bản thân của chúng ta muốn chúng ta tạo ra những cái thành công và những cái kỳ tích lớn trong cuộc đời của mình á thì sao ạ thì bản thân của chúng ta là sao bản thân của chúng ta phải có được cái sự đoàn kết từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài các anh chị trong như thế nào ngoài như thế đấy trên như thế nào thì dưới như thế đấy các anh chị cho nên các anh chị cần phải xây dựng cho mình một cái hệ thống từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, một cái hệ thống đồng nhất và thống nhất với nhau. Đúng không ạ? Hay là nó khác hơn? Đó chính là gì? Đó chính là cái sự đoàn kết. Đúng không ạ? À, vậy thì nói uh, khác hơn là chúng ta cần phải làm như thế nào đấy? À, chúng ta phải làm như thế nào đấy các anh chị? để mà chúng ta có thể là tin tưởng nhau một cách tuyệt đối và để mà chúng ta có thể là phát triển cái mối quan hệ một cái sự hòa hợp à, hoặc là sao ạ à, để mà những người thân trong gia đình cũng vậy hoặc là vợ chồng cũng vậy hoặc là doanh nghiệp của chúng ta cũng như vậy các anh chị thì chúng ta cần cái yếu tố gì ạ chúng ta cần cái yếu tố gì đây các anh chị ừ, yếu tố gì đây đấy chúng ta cần phải thật sự hiểu nhau các anh chị à Chúng ta cần phải có được cái sự hiểu nhau, chúng ta cần phải có cái sự tương tác qua lại mỗi ngày. Để làm gì? Để mà chúng ta có được cái sự thấu hiểu đối với đối phương. Đúng không ạ? À, bây giờ các anh chị nói cái gì ra, người kia cũng phản bác. Bây giờ các anh chị nói cái gì ra, người kia cũng chê, người kia cũng phán xét, người kia cũng chỉ trích. Thì theo các anh chị nào? Theo các anh chị, hai cái người đó có bao giờ tin tưởng tuyệt đối với nhau không các anh chị? À, chắc chắn là không rồi đúng không ạ? Đấy, chắc chắn là không đúng không các anh chị? Đấy, cho nên đó, là cái việc mà chúng ta hòa hợp với nhau, đó, thấu hiểu uh, lẫn nhau đó, thì nó phải đến từ cái tình yêu thương và lòng biết ơn các anh chị. Đúng không ạ? Ừ. Hoặc là như hôm trước Thanh An đã nói với các anh chị, chúng ta làm cái bài tập là gì? Viết ra 100 điều mà mình mong muốn các anh chị đã viết ra được chưa? Bây giờ nói về cái việc mà tin tưởng chính bản thân mình này các anh chị muốn nói về cái việc mà tin tưởng đối phương thì sao? Phải rất là thấu hiểu thì mới tin tưởng được, đúng không ạ? À, giống như hôm bữa trước Thanh An nói với các anh chị viết ra 100 điều biết ơn. À quên 100 điều mong muốn các chị đã viết ra được chưa? Các anh chị đã viết ra 100 những cái điều mà mình mong muốn trong cái cuộc đời này chưa các anh chị? Đấy. Có những anh chị làm, nhưng mà có những anh chị chưa. À, vậy thì nếu như mà các anh chị chưa làm thì các anh chị đã thực sự thấu hiểu chính bản thân mình chưa? 100 điều mình mong muốn, 100 cái sở thích của mình đúng không ạ? 100 cái điều mà các anh chị muốn làm trong cái cuộc sống này đúng không ạ? Tức là nếu như mà chúng ta chưa có làm những cái điều đó thì chúng ta chưa thật sự thấu hiểu bản thân mình. Vậy thì mình có đang tin chính bản thân mình không các anh chị? Đúng không ạ? Các anh chị luôn nói rằng là gì? Tôi tin tôi làm được. Mình luôn nói rằng là gì? À người khác làm được. À, tôi làm tốt hơn. Nhưng mà thực chất ở đây thì các anh chị đã thực sự tin tưởng chính bản thân mình chưa? Các anh chị đã thấu hiểu chính bản thân mình chưa? Có chưa? Chưa. Nếu như mà các anh chị chưa làm thì tức là các anh chị đang chưa có thấu hiểu mình, chưa có tin tưởng chính bản thân mình các anh chị. Chưa có tin vào những cái lời nói mà mình nói ra các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị thấy được rằng là những cái lời nói mà mình đang nói ra rồi nó chỉ mang cái tính chất là tuyên bố. Tuyên bố ra quyết định. Vậy thì những cái lời đó nói đó nếu như mà các anh chị chưa có cái sự thấu hiểu chính bản thân mình nó có mang cái sức mạnh không các anh chị? Nó có mang cái sức mạnh không ạ? Bởi vì sao? Nó chưa đủ các anh chị. Nếu như mà một cái hành động nó chỉ có đủ cái sức mạnh khi mà sao? Khi mà nó có mang đủ cái niềm tin các anh chị. Được không ạ? Lời nói các anh chị tin được cái lời mà mình đang nói. Cái niềm tin các anh chị tin được cái điều mà mình đang nói ra, các anh chị tuyên bố ra, nó chỉ có sức mạnh khi mà các anh chị tin tưởng vào cái điều đó nó mới tạo ra cái kết quả thôi các anh chị. Còn nếu như mà cái hành động, nếu như mà cái lời nói của mình á, nó trống rỗng thì sao? thì đương nhiên nó sẽ chưa bao giờ tạo ra được một cái kết quả khác biệt nào cả. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có hiểu được cái sức mạnh của cái sự hòa hợp cũng như là cái sức mạnh của cái sự thấu hiểu các anh chị. Đúng không ạ? đấy à, Vậy thì ngày hôm nay nè À, để mà các anh chị có được cái sức mạnh và có được cái niềm tin đó các anh chị à, thì sao các anh chị cần phải hiểu một cái điều đó là gì đó là cái sức mạnh của ngôn từ nó rất là quan trọng các anh chị sức mạnh của ngôn từ đối với tất cả mọi thứ à, đối với bản thân, đối với gia đình, đối với con cái, đối với công việc kinh doanh của các anh chị, được ạ? Đối với cộng đồng và đối với những người xung quanh. ấy và khi mà mình hiểu được cái sức mạnh của ngôn từ nó quan trọng như thế nào á? À, nếu như mà các anh chị là một cái người biết sử dụng cái sức mạnh của ngôn từ, các anh chị sẽ luôn luôn có được cái sức mạnh, được không ạ? Ngày hôm nay các anh chị hiểu được hòa hợp với chính bản thân mình. Nếu như mà các anh chị nói rằng là mình hiểu và mình yêu bản thân mình lắm nhưng mà lúc nào mình cũng chỉ trích và mình nói chính bản thân mình những cái điều không tích cực thì sao ạ? Thì các anh chị thấy được là là chúng ta có yêu thương chính bản thân mình thật sự hay chưa các anh chị? Đúng ạ? Ừ Chắc chắn là không rồi đúng không các anh chị à, Các anh chị thấy rằng là gì à, Các anh chị đang đối xử với chính bản thân mình như thế nào mỗi ngày Các anh chị có đang à, nói liên tục với chính bản thân mình những cái lời yêu thương không các anh chị Hay là các anh chị là sao Hay là các anh chị toàn nói những cái lời chê bai Hoặc là thậm chí là có những anh chị chẳng nói gì luôn <laughs> Đúng ạ đó, bây giờ các anh chị đang đối xử với chính mình như thế nào? các anh chị liên tục nói những lời yêu thương hay là các anh chị liên tục chê trách trách móc mình hay là các anh chị chẳng nói gì luôn? đấy, các anh chị đang đối xử với chính mình như thế nào hả các anh chị? đó, đấy, cho nên là các anh chị thấy là rằng là gì? À, mình đối xử với chính bản thân mình mình không có khen bản thân mình được một tiếng, mình toàn chê không? là các anh chị, mình chê, mình trách mình không à? à? thậm chí là mình bỏ mặt chính bản thân mình luôn thời gian của mình mình dành cho tất cả mọi người nhưng mà bây giờ các anh chị có dành thời gian để mà các anh chị có lắng đọc lại và tạo gọi là cái lắng nghe chính bản thân mình không các anh chị các anh chị có lắng nghe chính bản thân mình không lắng nghe chính bản thân mình lắng nghe cái con người bên trong mình mình có suy xét cái điều đó không các anh chị đúng không ạ đấy giống như những anh chị nào mà mới tới câu lạc bộ Thanh An hướng dẫn cho các anh chị là gì? Ghi ra 100 điều. Mà những cái điều các anh chị thật sự mong muốn. Thanh An khẳng định với các anh chị là các anh chị không bao giờ ghi đủ 100 điều đâu đúng không ạ? Ghi tới 20 điều, 30 điều là tịch rồi. Quá lắm rồi, không ghi thêm được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình đâu bao giờ lắng nghe mình. Đúng không ạ? Bởi vì mình đâu bao giờ mình có lắng nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái ước mơ, những cái sự trông đợi của mình hay không? Các anh chị có lắng nghe những cái sự khát khao cháy bỏng bên trong của mình không? Các anh chị cũng đâu có nghe được, các anh chị cũng đâu có thấy được. Và các anh chị cũng đâu có bao giờ tập trung, đúng không các anh chị? Và các anh chị không có lắng nghe mình, các anh chị cũng không có hiểu mình. Hoặc thậm chí là gì? Cái điểm mạnh và cái điểm không mạnh của mình, mình cũng không nói được luôn. Toàn thấy những cái điểm không mạnh thôi. Đúng không ạ? Cho nên á, nếu như mà một cái người mà các anh chị thấy lúc nào cũng là những cái điểm mà không tích cực thì theo các anh chị các anh chị có tin tưởng và à, và phát và gọi là theo những cái người đó được hay không các anh chị đấy một cái người mà họ không bao giờ thấy được cái điểm mạnh của họ lúc nào họ cũng thấy những cái điểm chưa mạnh của họ thôi à, lúc nào cũng thấy một cái người đó không có được lạc quan không có được tích cực lúc nào cũng thấy họ là à thiếu cái này thiếu cái kia thiếu cái nọ theo các anh chị này một cái người như vậy các anh chị có đặt được cái niềm tin vào họ hay không một cái người như vậy các anh chị có tin được là một người như vậy hay không các anh chị đó các anh chị có tin được một cái người gọi là gì uh, các anh chị có tin tưởng cái người đó hay không các anh chị hoặc thậm chí là các anh chị cũng chẳng dám giao việc cho họ làm bởi vì sao bởi vì các anh chị đâu có tin đúng không ạ các anh chị rút ra được cái bài học gì ở đây ạ nếu như mà các anh chị lúc nào cũng thấy những cái mặt không tích cực của mình thôi, các anh chị có tin mình nổi không ạ? À, các anh chị có tin vào được mình không ạ? Không, đương nhiên, đúng không ạ? À, các anh chị sẽ không bao giờ tin được chính bản thân mình đâu các anh chị, đúng không ạ? Và mình làm gì mình cũng gọi là gì? À, chèn vào những cái suy nghĩ, chèn vào những cái khuôn phép, mình cũng bắt đầu là sao? À, nói uh, những cái sự nghi ngờ và thực chất á, là bản thân mình mình cũng chưa bao giờ cảm nhận sâu lắng nghe sâu và tin tưởng chính bản thân mình thật sự các anh chị mình cứ luôn luôn đưa những cái cách suy nghĩ cái cách logic của mình vào và mình cứ đưa vào bên trong và mình nói rằng là gì ạ? à mình đưa những cái cách thức đó mình vào bên trong nhưng mà mình suy nghĩ cái cách làm chứ mình không có tin tưởng à, được cái con người phi thường bên trong của mình nó có sức sức mạnh các anh chị à, cho nên là sao ạ cho nên là các anh chị thấy được rằng là gì? Các anh chị cứ làm theo cái ý thức của mình không à? Và cái kết quả của các anh chị thì nó không có như ý muốn, đúng không? Đúng không các anh chị. Nó có đúng với cái hiện trạng của các anh chị hiện tại không ạ? Đấy nó có đúng như vậy không ạ? Các anh chị cứ can thiệp vào cái 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 các anh chị cứ dùng cái ý thức của mình để mà mình can thiệp vào cho nên là các anh chị hãy đặt ra một cái câu hỏi đó là gì à, tại sao mà tôi đặt ra hoài đặt ra hoài cái mục tiêu này mà tôi chả làm được. Đấy. Tại sao lúc nào cũng tuyên bố người khác làm được tôi làm được, tôi tin tôi làm được, tôi tin tôi làm được. Nhưng mà tại sao mình vẫn chưa làm được các anh chị? Tại vì sao? Bởi vì mình đã bao giờ mình đặt cái niềm tin trọn vẹn và mình đặt cái tâm mình để mà mình có được cái sự cảm nhận ạ? hay là mình làm được xíu cái mình dùng theo cái cách suy nghĩ cũ à, của mình đúng không ạ hay là mình cứ bắt đầu là gì ôi cái này á hả làm có được không cái này á hả hay là làm mất thời gian và các anh chị có rất là nhiều những cái vấn đề và các anh chị thật sự không có được cái sự tin tưởng tuyệt đối cho đến khi mà các anh chị đạt được thì thôi tức là các anh chị đã không dám và các anh chị đã không có đặt niềm tin trọn vẹn vào đó làm cho đến khi nó đạt kết quả các anh chị cứ làm nửa vời rồi cái tiếng nói nhỏ của các anh chị nó lăng tăng. Các anh chị không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Các anh chị không có đủ kiên nhẫn để các anh chị có thể là làm tới cùng. Các anh chị không có đủ kiên nhẫn để các anh chị có thể vượt được cái ngưỡng. Và các anh chị không có đủ kiên nhẫn để các anh chị tin tưởng vào cái kết quả mà các anh chị đạt được ra. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân của mình không tin tưởng vào chính mình. Đúng không ạ? và đó là một cái sự thật đang phơi bày ra trước mắt là mình không có tin vào chính mình cho nên là các anh chị thấy là gì các anh chị giao việc cho con mình lúc nào các anh chị cũng ôm sâu các anh chị làm hết các anh chị cứ trách mất con mình là ôi làm không được để đó mẹ làm cho nhanh đúng không các anh chị và cuối cùng thì sao cuối cùng mình làm hết các anh chị các anh chị cứ để cho ý thức các anh chị làm nhưng mà các anh chị đâu có để cho con mình làm đâu trong khi con của mình rất là giỏi và các anh chị biết không ạ Con người phi thường bên trong mình Nó rất là mạnh luôn các anh chị Tiềm thức của mình nó rất là giỏi Nhưng mà lúc nào các anh chị cũng sử dụng Cái ý thức của mình để chen vào cái điều đó Và các anh chị không có đặt trọn vẹn Cái trái tim của mình vào để mà mình làm Và mình cảm nhận thật sự Các anh chị không có làm quyết tâm tới cùng Không có thật sự để mà các anh chị uh, Thật sự tâm đắc Về cái điều đó Các anh chị không có đạt được cái trạng thái cảm xúc đó Đúng không ạ? Rất ít người họ đạt được Cái trạng thái cảm xúc này nhưng mà ai mà đạt được cái điều này á, Thì họ sẽ là một người cực kỳ nhanh chóng, thành công Cho dù á, là các anh chị xuất phát từ cái nền tảng như thế nào Cho dù các anh chị ở đâu á, Thì cái nền tảng nó rất là quan trọng các anh chị Nếu như mà ngày hôm nay các anh chị làm việc Mà các anh chị thật sự đưa cái uh, tâm của mình vào Mình làm việc và mình cảm nhận thật sự Mình thật sự là trọn vẹn á. Các anh chị làm cho đến khi có, có cái kết quả thì thôi á. Các anh chị làm mà các anh chị thật sự cảm thấy tâm đắc về chính bản thân mình á. Nếu như mà một ngày các anh chị làm mà chưa hoàn thành, các anh chị vẫn tiếp tục làm, làm, làm cho đến khi hoàn thành cái mục tiêu của mình á. Thì sao ạ? Thì cái kết quả của các anh chị nó sẽ vô cùng là tuyệt vời. Nếu như mà cái tháng này mình chưa có đạt được cái mục tiêu nhưng mà mình vẫn quyết tâm để làm. Liên tục mài dũa phát triển và rèn luyện. Thì sao? Thì mình biết được đó là cái điều mà mình cần phải làm. Mình lắng nghe được cái cảm xúc của mình và mình lắng nghe được cái trái tim của mình. Mình đặt trọn vẹn cái niềm tin của mình vào mình đặt trọn vẹn cái sự tin tưởng của mình vào nó và đôi khi mình chả chưa có đạt được cái trạng thái đó mình chỉ đạt được cái trạng thái ô oh, thấy khó là mình đã bằng lùi rồi các anh chị mình bắt đầu là lấy lý do do cái này do cái kia do cái sự không phù hợp Do tôi không có thời gian và tức là các anh chị không bao giờ cảm nhận thật sự cũng như là không bao giờ cảm nhận bằng cái trái tim các anh chị đúng không ạ và chỉ có trái tim thì nó mới có được cái sự kết nối thôi đúng không ạ À, và làm việc mà không có đặt được cái tâm vô. Không bao giờ thành công được các anh chị, đúng không ạ? À, nhưng mà đa phần là chúng ta đang thiếu cái này rất là trầm trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có đặt cái tâm của mình vô lại Chúng ta không có đặt cái tâm vô để mình lắng nghe, không có đặt cái tâm vô để mình mình cảm nhận, không có đặt cái tâm vô để mà mình có được cái sự khác khác. À, chúng ta chỉ đang đi trên cái bề nổi thôi các anh chị chỉ đang ở bề ngoài, bề nội thôi, các anh chị không có đi vào được bên trong. đấy. cho nên là sao? nếu như mà cái việc mà chúng ta vô tâm, cái việc mà chúng ta làm hời hợt, chúng ta làm cho có, chúng ta làm cho xong, chúng ta làm để mà cho mình thấy làm, chứ mình không có đặt trọn vẹn cái tâm của mình vào, chứ các anh chị không có làm vì cái việc mà kết quả chung, mục đích chung, làm vì giỏi lên. Đó các anh chị không làm vì cái việc cống hiến về cái điều đó, các anh chị không làm để mà có được cái kết quả tuyệt vời, mình không có tin tưởng bản thân mình để mà mình làm được, mình không làm để mà mình thấy được rằng mình có giá trị các anh chị, thì sao? thì các anh chị sẽ không không mãi không bao giờ có kết quả đâu, đúng không ạ? cái sự khác biệt sự khác biệt á, giữa cái người thành công và cái người không thành công á, cái yếu tố này á, nó là một cái điều rất là quan trọng các anh chị và các anh chị đang thiếu một cái bước đó chính là gì cái bước mà chính là cái sự tin tưởng vào chính mình các anh chị không có được cái sự đặt cái tâm của chính mình vào trong cái công việc thật sự và các anh chị không có tin tưởng vào bất cứ cái điều gì cái gì các anh chị cũng nghi ngờ hết cái gì các anh chị cũng là không có tin tưởng hết và ngay cả chính bản thân mình là sao mình cũng không có được cái sự tin tưởng ấy chắc là tôi không có đủ thời gian. Bây giờ ai cũng có 24 giờ hết các anh chị. Do chúng ta không biết cách quản lý thời gian tốt chứ không phải là chúng ta thiếu thời gian. Nhưng mà chúng ta nghi ngờ rằng là chúng ta không đủ thời gian và chúng ta trách móc luôn cái thời gian của mình. Mình nghi ngờ luôn là sao? À, mình không có năng lực. Nhưng mà các anh chị nhớ là chúng ta luôn luôn có 95% sức mạnh của tiềm thức và của nguồn lực của vũ trụ mà. Đúng không ạ? Mình đâu có tin tưởng vào chính bản thân mình. Đúng không ạ? các anh chị nghi ngờ luôn gia đình của mình gia đình của tôi con cái tôi nó không ngoan à, rồi gia đình vợ tôi thế này chồng tôi thế kia chúng ta chắc luôn gia đình của mình các anh chị luôn nghi ngờ tất cả mọi thứ các anh chị cứ nghi ngờ mọi thứ và các anh chị cứ nghĩ rằng là cả thế giới đang chống đối mình các anh chị sẽ thấy là sao cả thế giới chống đối mình các anh chị thấy là gì cả tất cả những cái nguồn lực bên ngoài toan là sao chống đối mình không có cái gì ủng hộ mình hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình luôn luôn thiếu niềm tin. Mình đang rất là thiếu niềm tin các anh chị. Và cái niềm tin lớn nhất ở đây mà các anh chị cần phải đặt ra đó chính là gì đó là niềm tin vào chính mình. Và hầu như là các anh chị chị luôn là nghi ngờ cả thế giới luôn, <laughs> nghi ngờ cả thời tiết. Hôm nay không đi làm là do trời không đẹp. Cho nên là sao? Cho nên là không làm. Đúng không ạ? À, nghi ngờ tất cả mọi thứ luôn các anh chị. Ừ, đúng không ạ? Và đương nhiên, có một cái điều đó là gì ạ? À, những cái người mà luôn như thế thì có bao giờ đạt được những cái kết quả lớn và vượt trội không các anh chị? Có không ạ. Chắc chắn cái điều đó là không thể đâu các anh chị. Đúng không ạ? Chắc chắn là cái điều đó là không thể các anh chị. Đúng không ạ? Và có một cái điều rất là hay của Đức Phật như thế này nè. Chiến thắng chính mình mới chính là cái chiến thắng của nhà vô địch. Đúng không ạ? tức là sao tức là ở đây chúng ta chưa có chiến thắng nội chính mình á thì sao thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái kết quả lớn hơn các anh chị vì sao mà chúng ta không chiến thắng được chính bản thân mình bởi vì sao bởi vì chúng ta chưa có hiểu chính mình ấy chúng ta chưa có hòa hợp được với chính mình chúng ta chưa có thấu hiểu được chính mình thường là chúng ta không có hòa hợp chúng ta không có thấu hiểu cho nên chúng ta không vượt qua được cái tôi của chính bản thân mình mà chúng ta không có vượt qua được những cái điều mà chúng ta cái, cái ý thức và cái tiềm thức của các anh chị nó không có được hòa hợp với các anh chị và tất cả những cái điều ở bên ngoài của các anh chị nó không có kết nối sâu được cho nên là nó không hợp thuận cho các anh chị đạt được cái mục tiêu một cái người mà nó không có hậu thuận một cái người mà không có đồng thuận với các anh chị các anh chị đã không muốn hợp tác rồi đúng không? Một cái người mà luôn nói với các anh chị những cái yếu tố không tích cực là các anh chị thấy thôi các anh chị cũng đã không có muốn ngồi chung bàn rồi. Các anh chị đã không muốn hợp tác chung rồi đúng chưa? Đấy, thì đó là bản năng của mình, đó là cá tính của mình chứ huống chi bây giờ các anh chị đang chống đối lại cả thế giới. Mình thấy là cả thế giới chống đối mình mà. Vậy thì các anh chị có thấy được là những cái nguồn lực á nó có hậu phận cho các anh chị được không? Các anh chị cảm nhận như thế nào? thì là cái cuộc sống của các anh chị như thế đó. Đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị thấy được rằng là ở ngoài kia mọi thứ đang chống đối các anh chị thì tất tức là sao? Tức là tất cả ngoài kia nó đang chống đối hết tất cả các anh chị đó. Các anh chị tin sao thì là nó như vậy. Nếu như mà bây giờ các anh chị tin là cả thế giới chống đối mình thì chắc chắn là đó là cái niềm tin nó diễn ra như thế và nó đang như thế đó các anh chị. Và nó chỉ thay đổi khi niềm tin của các anh chị nó thay đổi thôi. Các anh chị chỉ thay đổi khi mà cái niềm tin của các anh chị thay đổi, cái hệ thống niềm tin của các anh chị thay đổi thôi. Đúng không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta biết được cái phương pháp cũng như là mong muốn biết được cái cách để mà mình hòa hợp lại và xây dựng lại cái hệ thống niềm tin của chính mình. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây chúng ta muốn học cái phương pháp này ạ? Đấy. Đó là gì ạ? Đó là luôn biết ơn các anh chị. Được không ạ? À bây giờ Thanh An sẽ giải thích cho các anh chị nhé. Tức là trước đây thì Thanh An cũng là như thế các anh chị, cho nên là mình thấy là cuộc đời của mình nó không có thuận lợi. Nhưng mà sau khi Thanh An thiết lập lại các anh chị. Mình đã tái thiết lập lại các anh chị nhé, mình đã tái thiết lập lại các anh chị. Cái bước thứ nhất đó là gì ạ? đó là chúng ta hãy dành thời gian nửa tiếng mỗi ngày các anh chị ghi ra cái những cái mong muốn của mình đi các anh chị chúng ta dành thời gian ra để mà chúng ta ghi ra những cái mong muốn các anh chị nhé đấy những cái điều mà mình thật sự là mong muốn các anh chị đúng không ạ ít nhất các anh chị hãy ghi ra cho mình được 30 điều đi các anh chị còn khi nào mà các anh chị cứ nghĩ không ra nữa thì các anh chị mới đặt câu hỏi. Nghĩ ra viết tiếp các anh chị. Đúng không ạ? Đúng mà Ít nhất là các anh chị hãy viết ra cho bản thân mình được 30 điều mà mình mong muốn. Đúng không ạ? Các anh chị cần một cái không gian yên tĩnh. Các anh chị cần một cái không gian một mình mình. Các anh chị hít sâu, thở đều. Nhắm mắt và cảm nhận đi các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị nói với chính bản thân của mình đi. Đúng không ạ? Hãy lắng nghe cái con người bên trong của mình đi mình hãy hỏi chính bản thân mình ngay bây giờ ngay lúc này tôi đang mong muốn một cái cuộc sống như thế nào và viết nó ra các anh chị cái bước này thì uh, chúng ta có thể là sắp xếp một cái ngày nào đó trong tuần cũng được các anh chị cũng không khoảng là phải là ngày nào cũng làm đâu các anh chị ha được không ạ Đói, mình ghi ra Sắp xếp một cái ngày nào đó Mình ngồi lại và mình ghi ra những cái điều Mà mình mong muốn các anh chị à, Rồi những cái ngày nào mà mình có những cái mục tiêu Mình có những cái mong muốn Mình viết tiếp các anh chị Tiếp nối cái danh sách đó được không ạ à, Các anh chị hãy viết ra Hãy lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của chính mình Và khi mà cái ý thức của mình nó lên tiếng Thì sao thì mình cứ uh, Bắt bỏ nó đi Mình đừng có nghĩ rằng Ôi chắc là không có điều kiện để làm Chắc là thế này chắc là thế kia tất cả những cái mong muốn của mọi người mọi người cứ viết ra đi Đúng không ạ à, kể cả những cái mong muốn mà nó điên rồ nhất cái thế giới này đúng không ạ à, kể cả tôi là tổng thống đi <laughs> đúng không ạ à, những cái suy nghĩ nghĩ điên rồ nhất cái thế giới này cứ viết ra đi các anh chị đúng không ạ à, tôi có thể sở hữu một cái bất động sản trên cung trăng <laughs> kể các anh chị tức là sao tức là các anh chị mong muốn cái điều gì các anh chị viết ra một cách hết sức là thoải mái đi các anh chị Đúng không ạ? Mình ngồi lại, mình lắng nghe chính mình, mình lắng nghe cái cảm xúc của chính mình đi các anh chị. Đúng không ạ? Đó là gì? Chúng ta phải lắng nghe cái cảm xúc con người bên trong của chính mình. Thực ra nó bên trong mình nó rất là bay bổng với các anh chị. Mục tiêu của các anh chị, các anh chị viết ra đi. À, đó là ước mơ Các anh chị viết ra hết đi các anh chị Còn cái nào gọi là gì Đủ duyên thì làm được <laughs> Đúng <không> ạ <laughs> Ước mơ là ước mơ Bây giờ các anh chị cứ phải viết ra đây, Các anh chị à, Kể cả những cái ước mơ điên rồ nhất Chúng ta viết ra đi các anh chị Đúng không ạ? Viết ra đi Viết ra đi để làm gì? Để các anh chị có một cái trạng thái cảm xúc sướng vô cùng Hạnh phúc vô cùng Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái ước mơ của mình Mình nghĩ tới nó mình đã sướng các anh chị Mình nghĩ tới là mình đã hạnh phúc rồi các anh chị Viết ra cho nó sướng nè các anh chị ơi Đúng không ạ? Còn khi nào làm được thì chưa biết <laughs> Đúng không ạ? À, những cái suy nghĩ điên rồ đó Mình hãy dám viết nó ra đi các anh chị dám viết nó ra Các anh chị sẽ thấy rất là sung sướng Đúng không ạ Một trăm điều mà Các anh chị cứ viết ra những cái điều Mà điên rồ nhất trên thế giới đi Đôi khi có những cái điều Người khác không dám nghĩ Nhưng mà các anh chị nghĩ tới Thì đó cũng là những cái điều rất là hay Các anh chị thấy Đó là một cái điều thông minh cho các anh chị Đấy các anh chị biết không ạ Suy nghĩ là suy nghĩ Ước mơ là ước mơ Viết xuống đi các anh chị Viết xuống đi các bạn Mình nghĩ xuống mình thấy vui Mình nghĩ xuống mình thấy hạnh phúc đi các bạn Đúng không ạ à, Còn những cái ước mơ đi không rồ quá Không biết làm được hay không Thì thôi cứ viết xuống đi Ai à, biết được khi nào làm được đúng không ạ Đồ duyên <laughs> Mình tập trung vào những cái mục tiêu ngắn hạn đi các anh chị Bên cạnh đó mình cũng phải có những cái tầm nhìn dài hạn chứ Mình phải có một cái danh sách ước mơ Và tầm nhìn dài hạn chứ đúng không ạ các anh chị phải có những cái mục tiêu, những cái ước mơ chia ra trung hạn ngắn hạn và dài hạn các anh chị. Đúng không ạ? Và quan trọng là các anh chị phải dám nghĩ tới. Dám nghĩ tới những cái ước mơ, mục tiêu điên rồ nhất đi các anh chị. Bây giờ các anh chị thấy là đưa người lên cung trăng, đưa người lên sao này sao kia bây giờ đã làm được rồi nhưng mà cách đây bao nhiêu năm đâu có làm tới cái điều đó đâu các anh chị. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là sao những cái ước mơ những cái mong muốn của con người nó tuyệt vời lắm các anh chị ơi và các anh chị hãy dám ra quyết định đi các anh chị và chúng ta hãy dám ước mơ đi các anh chị. Bây giờ các anh chị còn không dám lắng nghe cái ước mơ của mình. Trời ơi cái ước mơ nó hiện ra các anh chị gạch bỏ mất tiêu, ruồng bỏ mất tiêu. rồi giờ chưa kịp xuất hiện các anh chị đã ruồng bỏ nó mất tiêu rồi. Bây giờ đó là những cái suy nghĩ điên rồ nhất, nhưng mà các anh chị nghĩ xuống nó các anh chị thấy sướng. À, các anh chị viết ra đi ạ các anh chị viết ra đi để mà mình làm gì mình cảm thấy là hạnh phúc vô cùng thứ nhất là mình phải cảm thấy là hạnh phúc vô cùng các anh chị thứ nhất là mình cảm thấy là gì ạ à, hạnh phúc vô cùng đã ha Đó. mình phải ghi ra những cái ước mơ những cái mục tiêu của mình đi các anh chị được không ạ à, tiên mình lắng nghe mình được cái đã giống như là bây giờ con của các anh chị đi các anh chị à, các chị lắng nghe nó, nó có những cái ước mơ nó rất là bay bổng. Các anh chị phải ngồi các anh chị lắng nghe nó chứ. Đúng không ạ? Các anh chị cũng phải đồng điệu với con mình chứ, đúng không ạ? Đừng bao giờ khước từ một cái đứa trẻ nói rằng với nó là nó không làm được các anh chị. Đừng như thế đúng không ạ? À, mình hãy cho cái ước mơ của nó thật sự là bay bổng. Và khi mà con của các anh chị nói với các anh chị thật là nhiều những cái ước mơ thì hãy lắng nghe à, hãy lắng nghe và hòa nhịp cái điều đó đi các anh chị đúng không ạ say giết yes với con mình đi bởi vì sao bởi vì á, nó sẽ khơi gợi cho những cái đứa trẻ cái sự sáng tạo bên trong rất là rất là lớn và cũng đừng bao giờ bác bỏ đi những cái ước mơ của con mình các anh chị nhé đúng không ạ đừng có nói rằng là gì à, sau này nó nói rằng là sau này con sẽ đi lên vũ trụ các ba mẹ nó nói tôi không làm được đâu như thế không được các anh chị mà nó mơ à? <laughs> tự nhiên gạt bỏ như thế làm cho đứa trẻ nó hụt hận các anh chị đấy đôi khi các anh chị lắng nghe những cái ước mơ của những cái đứa trẻ đi ước mơ của nó nó thay đổi liên liệu kệ các anh chị lắng nghe và đồng điệu và đầu tiên là các anh chị hãy lắng nghe cái đứa trẻ 5 tuổi bên trong của mình cái đứa trẻ bên trong của mình hả, các anh chị có bao giờ các anh chị ngồi các anh chị bay bận các anh chị có những cái ước mơ điên rồ chưa các anh chị thấy là gì sau khi mà các anh chị lập ra thì các anh chị cần phải có những cái phân chia thời gian hợp lý nha. Và các anh chị phải phân ra 30% thời gian là ngắn hạn, 30% mục tiêu là dài hạn, 30% là mục tiêu là sao ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các anh chị phân chia ra theo cái khoảng thời gian hợp lý các anh chị, Đúng không ạ? Ok không các anh chị? Rồi, xin mời các anh chị uống nước nhé. mình có ra quyết định để các anh chị đầu tiên các anh chị um, lắng nghe chính mình để các anh chị dành thời gian ra lắng nghe chính mình dành thời gian ra để mà lắng nghe những cái ước mơ của mình lắng nghe những cái suy nghĩ của mình lắng nghe những cái mong muốn của mình lắng nghe những cái tâm tư của mình lắng nghe những cái sở thích của mình để các anh chị lắng nghe những cái điều mà mình thật sự mong muốn trong cái cuộc sống này đi đúng không ạ và các anh chị nhớ này khi mà các anh chị viết ra những cái điều đó thì sao? Thì đó chính là những cái ước mơ của các anh chị. Nhưng nếu mà các anh chị gắn ngày tháng năm vô để mà các anh chị xác định bao giờ các anh chị đạt được thì đó chính là ước mơ của các anh chị. Đúng không ạ? Các anh chị viết ra nó chính là ước mơ. Nhưng các anh chị gắn cái ngày tháng năm vô thì nó trở thành cái mục tiêu của chính mình. Đúng không ạ? Đấy, thấm từng tế bào luôn các anh chị chuyển ước mơ thành mục tiêu các anh chị. Đúng không ạ? và đương nhiên đặt mục tiêu thì không phải là để áp lực đâu các anh chị mà đặt mục tiêu để mình phát triển chính bản thân của mình để mình đạt được cái mục tiêu đó và mục tiêu đó nó chính là cái phần thưởng cho những cái ngày tháng cho những cái ngày mà các anh chị chăm chỉ học tập làm việc và phát triển chính bản thân của mình và trao giá trị cho cộng đồng và đó chính là cái phần thưởng cho cái hành trình cho cái sự phát triển bản thân của mình các anh chị đúng không ạ đấy cho nên các anh chị nhớ này nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu mà các anh chị áp lực ngang Các anh chị phải nhớ khi mà đặt mục tiêu Mình đừng có bao giờ biến nó trở thành áp lực Mà nó phải là động lực các anh chị Bởi vì sao? Bởi vì áp lực là các anh chị không có làm việc luôn Nhưng mà nếu như mà nó là động lực thì sao? Thì nó sẽ là cái phần thưởng cho cái hành trình liên tục học tập phát triển Và của chính bản thân mình Vượt qua những cái ngưỡng liên tục Vượt qua những cái điều mà các anh chị cần phải xé bỏ cánh liên tục và một khi mà các anh chị trở thành cái con người đó thì các anh chị sẽ đạt được những cái phần thưởng đó đúng không ạ giống như là các anh chị thấy là gì có một cái cuộc thi marathon ấy. cái người mà đạt được người chạy nhanh nhất thì cái người đó là cái người đạt được cái huy chương vàng thì đó chính là cái phần thưởng các anh chị là chúng ta được gọi là nhà vô địch đúng không ạ bây giờ các anh chị treo giải cho cái mục tiêu của mình ấy đó chính là cái phần thưởng cho cái việc mà phát triển của các anh chị mỗi ngày À, theo các anh chị à, để cho một cái người mà họ đạt được cái giải nhất á có phải là họ thả vô một phát họ tự nhiên họ trở thành nhà vô địch không đúng không ạ hay là trước đó là người ta phải là khổ công rèn luyện ngày ngày đêm đêm tháng tháng ăn uống luyện tập trau dồi đúng không ạ một thời gian khá dài để chỉ trong vòng là một tiếng người ta tỏa sáng người ta giành được cái huy chương vàng đúng không các anh chị đúng không ạ đấy cho nên là sao mình cũng là như thế nếu như mà bây giờ các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu 6 tháng của các anh chị, mục tiêu 1 năm của các anh chị thì bây giờ các anh chị phải cố gắng nỗ lực suốt một năm trời các anh chị mới đạt được. Thì đó chính là phần thưởng cho một năm trời các anh chị học tập và các anh chị làm việc. Các anh chị nghiên cứu, các anh chị trao dồi, các anh chị làm việc và các anh chị trao giá trị và đó chính là phần thưởng các anh chị. Nếu như mà đó là một cái phần thưởng mà các anh chị nghĩ rằng là mình rất là hưng phấn để mình đạt được cái mục tiêu đó, mình muốn chinh phục nó, mình muốn chinh phục chính mình đó các anh chị? chinh phục cái mục tiêu là chinh phục chính mình đó à, các anh chị. Được không ạ? Nhiều anh chị đang bị một cái suy nghĩ ngược đó là gì? Đặt mục tiêu đó chính là bị áp lực cho chính mình. Các anh chị cứ suốt ngày là nghĩ rằng là làm sao, làm sao, làm sao. Các anh chị cứ nghĩ ngang và các anh chị cứ áp lực luôn. À, các anh chị áp lực thì các anh chị mất thông minh luôn rồi. <laughs> các anh chị áp lực thì làm sao mà các anh chị có thể là có cái suy nghĩ thông suốt mà các anh chị làm được. Đó là nếu như mà cái cách tư duy của các anh chị nó không hỗ trợ cho cái sự thành công của các anh chị á. Tại sao mà Thanh Hằng nói với các anh chị muốn thành công các anh chị phải có suy nghĩ của một người thành công, được không ạ? Cái suy nghĩ của người thành công, cái niềm tin của người thành công, cái mục tiêu của những người thành công. À, người khác thì họ biến cái điều đó trở thành cái động lực của làm việc. Người khác họ biến thành là gì? Cái sự trau dồi, cái sự phát triển. Họ trao giá trị và đó chính là cái phần thưởng các anh chị. Và đó chính là cái phần thưởng cho cái sự cống hiến nỗ lực của họ. Con có những anh chị đặt áp lực, đặt cái mục tiêu ra áp lực ngang luôn. Cô suốt ngày không có được tích cực được, suốt ngày cứ tập trung vào cái vấn đề. Đấy. Giống như là bây giờ các anh chị cứ nói là các anh chị đi kiếm tiền đi. Rồi tiền nó là cái công cụ trao đổi, tiền nó là phần thưởng cho cái việc mà các anh chị trao đổi, cho các anh chị cống hiến, cho các anh chị trao giá trị đúng không ạ chứ còn bây giờ nhiều anh chị nói rằng là cái việc mà uh, kiếm tiền nó rất là áp lực các anh chị thấy rằng là gì kiếm tiền không có sự hào hứng các anh chị thấy rằng là cái việc kiếm tiền nó rất là nặng lề nề và với cái năng lượng đó thì làm sao mà có tiền được các anh chị đúng không ạ làm sao mà các anh chị có được cái năng lượng tốt khi mà cái suy nghĩ của mình nó quá ư là không có tích cực giờ cái suy nghĩ của mình á, Trước khi mà mình có tiền, cái lối suy nghĩ của mình, cái lối tư duy của mình phải là cái lối tư duy tạo ra tiền. Đúng không ạ? Nếu như mà các anh chị tư duy đúng, các anh chị tư duy chính xác thì các anh chị sẽ tạo ra được tiền. Nhưng mà nếu như mà bây giờ các anh chị cứ tư duy, các anh chị cứ suy nghĩ nó không có đúng. Thì các anh chị làm hoài nó cũng không tạo ra kết quả các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên bắt đầu là về cái lối suy nghĩ của mình trước đi các anh chị. Đúng không ạ? trước khi mà các anh chị hành động, các anh chị cần phải có một cái lối tư duy đúng, tư duy tạo ra tiền và suy nghĩ tạo ra tiền và cái công thức hiện hiện nó là cái gì các anh chị? suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. có suy nghĩ trước, có tư duy trước, có nền tảng trước, có kiến thức trước. tư duy đúng, cái kiến thức đúng, cảm xúc tích cực. được không ạ? À, cảm xúc tích cực thì cái năng lượng mọi thứ là nó dễ dàng các anh chị. Còn tư duy không đúng thì cái năng lượng nó bị sụp, nó không có lên nổi các anh chị ơi. Năng lượng trì trệ, hành động trì trệ thì cái kết quả trì trệ toàn là đi xuống không? Thì làm sao mà cái kết quả của mình nó đi lên được các anh chị? Các anh chị có hình dung ra được cái bài học này không ạ? Ừ. Cho nên là sao? Cho nên là nó phụ thuộc vào cách, cách, cách tư duy của mình. Tư duy tạo ra tiền các anh chị. Tư duy tạo ra tiền. Chứ không phải là chúng ta làm nhiều tạo ra tiền đâu các anh chị. Đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta hành động thì chúng ta cần phải có tư duy đúng. Đó là lý do mà chúng ta phải liên tục trao dồi học tập với các anh chị. Đúng không ạ? Đó là cái lý do mà tại sao Thanh An khuyên các anh chị là gì? Là luôn ghi chép cái bộ công thức từng câu từng chữ, ghi chép mỗi ngày, tham gia đầy đủ những cái buổi học như thế nào các anh chị. Đúng không ạ? Mở cái não của mình ra, mở cái sự hiểu biết của mình ra, mở cái trí tuệ của mình ra, mở cái tầm nhìn của mình ra các anh chị đấy để mà mình có là gì à, có được cái sự hiểu biết có được cái sự hiểu đủ có được cái sự hiểu biết đúng đắn đấy khi mà chúng ta à, chúng ta hiểu rằng chúng ta biết rằng là chúng ta hiểu đúng hiểu đủ chúng ta sẽ có một cái trạng thái năng lượng cao và chúng ta sẽ cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán đúng không ạ vậy thì để cho các anh chị có được cái sự thành công trong à, mọi việc đó là gì đó là các anh chị cần phải có một cái lối tư duy đúng các anh chị phải có được cái lối tư duy đúng các anh chị mới chinh phục được cái mục tiêu của mình được không ạ còn nếu như mà cái lối tư duy không đúng thì làm hoài chẳng ra các anh chị bởi vì sao bởi vì ban đầu cái suy nghĩ nó đã bị lệch rồi giống như là gì giống như là cái cài cái cúc áo đấy các anh chị cài cái nút đầu tiên nó đã lệch rồi thì những cái nút tiếp theo nó lệch cả hàng luôn cái cài cái nút đầu tiên các anh chị cài lệch rồi thì cả hàng phía sau nó bị lệch đó các anh chị và cái cách tư duy Cái kết quả của mình nó y chang như vậy đó Cái cách suy nghĩ của mình Nó đã bị lệch ngay từ ban đầu Thì cái kết quả của mình nó không có đúng đâu các anh chị Đúng không ạ Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị Chúng ta tốt nghiệp được cái bài học này Comment tôi đi các anh chị Và mình biết được cái trọng tâm của mình Việc mà mình làm Và các anh chị biết được rằng là tư duy Nó chiếm 70% cái yếu tố của cái sự thành công của mình Đúng không ạ Các anh chị nhớ nè Cái cách duy của mình á, nó chiếm 70% cái yếu tố tạo nên cái sự thành công cái công cụ mà cho các anh chị làm việc á, nó chỉ chiếm 20% thôi cái kỹ năng á, thì nó chỉ làm sao ạ à? À, nó chỉ chiếm 10% thôi các anh chị đấy cho nên là sao cho nên là chúng ta hãy dành thời gian nhiều hơn cho cái việc phát triển trí tuệ ấy. mở cái kiến thức mới mở cái tư duy mới cho chúng ta nhìn những cái nhìn đúng đắn các anh chị Tầm nhìn của mình ở đâu thì tiền của mình ở đó tâm nhìn ở đâu thì tiền ở đó các anh chị cho nên nếu như mà cái tầm nhìn hạn hẹp thì chỉ kiếm tiền cắt tiền xu thôi bây giờ tầm nhìn lớn mới tạo ra được cái kết quả lớn các anh chị đúng không ạ cho nên là sao cho nên hầu như cái thời gian của các anh chị để mà giúp cho các anh chị có được những cái kiến thức đầu tiên để mà nâng cao được cái năng lực kiếm tiền của mình lên phải có kiến thức đúng lên các anh chị ấy liên tục nâng cao trau dồi cái tư duy của mình để mình có được những cái tư duy đúng đắn, được không ạ? Và đến khi mà các anh chị hiểu đúng thì các anh chị tự nhiên sẽ vận hành nó một cách dễ dàng, được không ạ? Và cái yếu tố thứ ba để mà các anh chị có thể hòa hợp lại được với chính mình thì sao? Mình phải hòa hợp bằng lòng biết ơn, các anh chị. Mình phải kết nối với chính mình bằng lòng biết ơn, các anh chị. Mỗi ngày các anh chị hãy luôn luôn nói lời biết ơn với chính mình. Mỗi ngày các anh chị hãy nói với chính mình về cái điều mà mình biết ơn để các anh chị. Mỗi ngày các anh chị đi vào toilet, các anh chị đi vào restroom, nhìn vào gương, à, nở một nụ cười thật tươi và nói lời biết ơn và chính mình nói với chính mình lời biết ơn để các anh chị. Đa phần chúng ta là cười nói với mọi người xung quanh nhưng mà về với chính mình thì mình rất là hay ủ rũ đúng không ạ? Tức là mình có thể là cười với cả thế giới nhưng mà chỉ có mình với mình thì mình không bao giờ cười thôi. Đúng không ạ? Tức là mình đi ngược lại không ạ? À? Mình muốn xây dựng mối quan hệ với cả thế giới nhưng mà cái người mà các anh chị muốn xây dựng mối quan hệ quan trọng nhất á, thì các anh chị lại không xây. Đó chính là gì? Đó chính là cái bản thân của mình đó các anh chị. Về là cứ ủ rũ, về là cứ nhăn nhó, về là cứ suy nghĩ không tích cực, về là cứ phàn nàn. Cho nên là sao? Cho nên là mỗi buổi sáng khi mà chúng ta vào toilet đánh răng rửa mặt á Chúng ta nhìn vào cái tấm gương, chúng ta cứ nở một cái nụ cười thật là tươi với chính mình. Và mình hãy nói biết ơn với chính mình, biết ơn, biết ơn chính mình vô cùng đi các anh chị. Tôi yêu tôi vô cùng. Tôi yêu bản thân này vô cùng các anh chị. Tôi yêu đôi mắt của tôi, tôi yêu tôi yêu con người của tôi. Đấy. À, sao ạ? Mình thấy được những cái điều tuyệt vời trong cái cuộc sống của mình vận hành một cách dễ dàng mình cảm ơn đôi mắt của mình, mình cảm ơn đôi tai của mình. Mình đang nghe rất là rõ. Tôi đang lắng nghe những cái âm thanh rất là tuyệt vời, rất là tuyệt diệu trong cái cuộc sống của mình. Mình biết ơn cái khuôn mặt, mình biết ơn cái cơ thể, mình biết ơn cái hàm răng của mình đi, Luôn nói những lời hay ý đẹp và luôn có những cái nụ cười tỏa sáng. Cảm ơn. Cảm ơn trái tim của mình luôn cảm nhận những cái giá trị tuyệt vời và cảm ơn cái trái tim của mình luôn đập cho mình cái sự sống các anh chị đúng không ạ cảm ơn cái đôi tay của mình cho mình cầm nắm mọi thứ giúp cho cuộc sống của mình trở nên thuận lợi hơn cảm ơn đôi bàn chân của mình đã giúp cho mình là sao đi đến bất kỳ nơi nào mà mình muốn đúng không ạ hãy dành ra một đến ba phút để mà chúng ta thực hành làm biết ơn với chính bản thân mình mỗi ngày đúng không ạ và nhớ là mình phải đặt cái tâm của mình vô để nói đặt cái trái tim của mình vô để cảm nhận bằng cái lòng biết ơn thật sự Chúng ta phải cảm nhận được lòng biết ơn Càng nhiều bao nhiêu Thì cái tình yêu, cái kết quả của mình Nó càng lớn bao nhiêu Đúng không ạ? Biết ơn chính mình đi canh chị Và nở một cái nụ cười thật tươi với mình đi canh chị Đúng không ạ? Có bây giờ canh chị thấy là Mình nhìn vô gương chính bản thân mình Mình thấy là mình xinh đẹp không canh chị? Có bây giờ thấy người ta đẹp Xong về trách mình không canh chị? Khi nào mà các anh chị trang chính mình mỗi ngày Rồi một ngày các anh chị bất chợt nhìn vô gương Các anh chị ngưỡng mộ con người trong gương vô cùng Thì đó chính là cái lúc mà các anh chị có được cái sự kết nối với chính mình Khi nào mà các anh chị nhìn vô gương Các anh chị nhìn thấy ngưỡng mộ cái con người trong gương vô cùng Ngưỡng mộ được cái con người trong gương Thì đó chính là cái lúc mà các anh chị phát huy được cái sức mạnh của chính mình Đúng không ạ? Bên trong của các anh chị chỉ tạo ra Cái sự sức mạnh khi mà các anh chị Có đủ cái tình yêu thương đối với chính bản thân mình thôi Khi nào mà các anh chị Tạo ra được cái tình yêu thương thật sự Khi mà các anh chị Yêu được cái con người trong gương Ngưỡng mộ được cái con người trong gương Thì các anh chị mới có được cái sức mạnh thật sự thôi. Được không ạ Có câu nói như thế này, này Khi bạn yêu được mình bạn sẽ có cả thế giới Đừng có chạy theo ai hết các anh chị Tập trung vào giá trị bản thân của mình Nếu như mà giá trị mình không xây Đừng chạy theo ai hết Chạy không được Đúng không ạ Ok không các anh chị ơi Đấy cho nên là sao Cho nên là chúng ta phải thực hành lòng biết ơn Để mà mình có được cái sự kết nối với chính mình Các anh chị đúng không ạ Thực hành lòng biết ơn Để mình có được cái sự kết nối với chính mình Các anh chị nhé Đấy à, Và thêm À, thêm một cái bước nữa đó là gì rất là quan trọng là gì à, làm cái gì các anh chị cũng phải ra quyết định các anh chị nhớ các anh chị cần phải huấn luyện lại cái thói quen của mình làm cái gì các anh chị cũng phải ra quyết định về cái điều mà mình mong muốn quyết định từ việc nhỏ đến việc lớn luôn các anh chị hồi giờ mình chỉ có một cái thói quen là gì bắt tay vào làm 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 mà không bao giờ ra được cái quyết định về cái kết quả mà mình mong muốn cho nên là bây giờ các anh chị hãy xây dựng lại cho Thanh An một cái thói quen đó là gì, làm cái gì. Các anh chị phải biết được là gì ạ, phải có được cái kết quả trước rồi mình mới làm. Đúng không ạ? Mình phải xây dựng cái thói quen này trong tất cả mọi việc mà mình làm các anh chị. Rồi Thanh An cũng xin gửi lời chào đến chị Kim Thanh nha, xin gửi lời chào đến chị Phương Spa nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đang theo dõi nhé. Đúng không ạ? và sao các anh chị phải xây dựng cho mình một cái thói quen ra quyết định từ những cái việc nhỏ đến những cái việc lớn các anh chị việc nhỏ việc lớn đúng giống như là gì bây giờ nấu ăn không thôi các anh chị cũng phải ra quyết định là nấu ăn ngon nấu ăn trong vòng bao nhiêu phút đấy hoàn thành cái bữa ăn đấy bây giờ các anh chị tập trung và các anh chị hoàn thành thiết lập cho mình một cái thói quen mới làm gì cũng phải quyết định cái kết quả trước và làm gì cũng phải có một cái cột mốc thời gian rõ ràng và làm gì cũng phải là sao ạ có được cái kết quả giống như mình mong muốn. Đúng không ạ? Luyện cái thói quen đó mỗi ngày. Từ những cái việc nhỏ nhất luôn. Đúng không ạ? Vậy thì khi mà các anh chị rèn luyện được cho mình những cái thói quen này. Các anh chị càng làm nhiều. Các anh chị càng rèn luyện nhiều. Các anh chị sẽ hiểu rõ được mình hơn. Và khi mà các anh chị hiểu rõ. Các anh chị sẽ có được cái sự kết nối với chính mình. Nó sẽ giúp cho các anh chị có được cái uh, cái kết quả khác biệt luôn các anh chị. Và trong cái quá trình mình ứng dụng thì sao? Mình sẽ đúc kết. Mình sẽ... Uh, rút ra bài học và mình sẽ cải thiện mỗi ngày. Các anh chị làm sao để các anh chị mỗi ngày các anh chị tốt hơn, làm sao để các anh chị có mỗi ngày cải tiến lên để mình có được cái sự thành công và mình hiểu được chính mình nhiều hơn các anh chị. Bây giờ các anh chị ứng dụng nhiều, các anh chị liên tục cải tiến chính mình thì các anh chị mới có được những cái kết quả lớn hơn thôi. Đúng không ạ? Cho nên là đó là những cái cách để mà mình có thể là kết nối lại chính mình. Và mình bắt đầu là khai thác cái nguồn năng lực bên trong chính mình các anh chị nhé. Được không ạ? Rồi, ok các anh chị ha. À, ngày hôm nay thì cũng là chính là cái phần mà Thanh An rất là mong muốn các anh chị hãy học lại cái cách giao tiếp với chính mình cũng như là hòa hợp lại chính bản thân mình. Cái sức mạnh nó ở phía bên trong mình các anh chị chứ nó không ở ngoài đâu các anh chị nhé. À, rồi và Thanh An cũng xin gửi lời cảm ơn và biết ơn tất cả các anh chị đã theo dõi livestream cùng với Thanh An nha các anh chị à, và đặc biệt những anh chị nào mà chúng ta mong muốn ứng dụng luật hấp dẫn nhiều hơn và có một cái môi trường để đồng hành ứng dụng luật hấp dẫn mỗi ngày thì mời các anh chị ấn vào đường link bio bên dưới ảnh avatar trang cá nhân của Thanh An tham gia vào nhóm và Thanh An sẽ đồng hành hỗ trợ và uh, hướng dẫn cho các anh chị để chúng ta đạt được cả uh, khá những cái kết quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.